Hi, chào mọi người nha. Chào mọi người quay lại với video của mình nha. Thì hôm nay mình lại quay trở lại với mọi người ở một cái video về review sản phẩm. Thì mấy bên đây cũng khá là lâu rồi, cũng tầm 1 tuần mình chưa ra video mà các bạn. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được cái món hàng mình đặt online trên mạng. Thì nói chung là mình nhận được 2 3 ngày rồi, nhưng mà do mình quá trình mình đi công tác á, mình không có thời gian mình quay lại mình review. Cho nên là hôm nay mình mới quay lại và mình sẽ bắt đọc họp cho mọi người xem đây là sản phẩm gì nha. Thì nói chung là cũng không có gì bí mật, đây là một cái sản phẩm mà dùng để hút bụi trong nhà các bạn đó. Thì đây là máy hút bụi nha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong nó có những gì nha. Ok, thì đây là cái thùng mà vẫn còn chưa có bóc ra mọi người, chỉ là cái này nó hơi rách do là cái quá trình vận chuyển này, họ dán là không không xích mí này. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Một phần là mình sẽ làm một cái video review cho mọi người, thứ hai nữa là mình sẽ quay lại một cái video gọi là bằng chứng khi mà nhà cung cấp họ bán cho mình đó, thì mình phải làm một cái video như này. Tại vì bình thường á, khi mà mua thì mọi người được phép mở hộp kiểm tra tại lúc mà mọi người thì nhận nha, nhưng mà do mình nhờ nhà nhận giùm cho nên là mình không có thử test, cho nên mình nghĩ là với một cái sản phẩm này nó cũng khá là rẻ cho nên là cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Thì mình có thể mình mở và mình kiểm tra sau đó. Đối với những món hàng đắt tiền thì mình sẽ kiểm tra kỹ hơn, còn với cái món này thì nó cũng rất là rẻ mọi người, cho nên là không có gì mà cần phải. Rồi đây là cái miếng mình treo. Đây. Thì đây là cái máy hút bụi mọi người, thấy máy hút bụi cầm tay nha. Vacuum cleaner gì đây. Tên tiếng Anh nước ngoài mình đọc cũng không có rành lắm đó. Thì dẹp này bạn quên đi. Mình sẽ xem trong đây nó có cái gì nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở này ra. Ủa, mở đúng không ta? Đúng mà. Chung là hơi khó khăn xíu, hình như là có dán keo gì này. Đây đây đây, mình mở bị sai rồi. Mở đầu tiên mở này ra trước. Rồi tiếp tục mở mấy cái kia lên. Nhưng mà đó, nó là như vậy. Thì sản phẩm thì có quấn một cái lớp này. Đây là một cái ống cái vòi các bạn. Vòi dẹp nha. Khá là nhiều chi tiết luôn. Đây là cái miệng hút đó. Cái này là nó có cái cần di chuyển như này. Dưới này nó có cái hàng bàn chải để nó đẩy đi bụi á, hai cái nha. Đây là mấy cái dồi nhỏ nhỏ mà mình dùng để mình gắn, lát nữa mình test sau. Còn đây là cái vòi mà mình gắn trực tiếp trong cái máy. Wow, khá là nhiều chi tiết. Đây, sản phẩm chính đây. Còn mấy cái râu ria nữa này. Thì đây là thêm 2 cái phần ống nữa. Đây là thẻ bảo hành, trung tâm bảo hành sản phẩm. Này ở Hà Nội các bạn, mình mua ở Hà Nội luôn. Ngày 2 tháng 11 11 đó, nói chung là sản phẩm này mua là nó tính từ bảo hành là ngày cái ngày mình nhận hàng á, không phải là ngày mình mua hàng. Là cái ống dẹp để mà nó nối nhau, đó là những cái ống để nó nối nhau các bạn. Cái ống này là để nối nhau, khớp nhau như này để nó cho cái máy nó dài hơn á. Đây là cái chổi mà gắn, cái này là vòi hút, mà vòi hút ngắn. Này, nó có những cái di chuyển nè, đó cái khớp này khá là mềm mại, tính sao. Quan trọng là cái này, sản phẩm chính này. Hoặc wow, lại có gì nữa, nó có một cái hơi tờ hướng dẫn sử dụng. Còn có cái gì, hand face drum. Nói chung là nó quay sơ sơ thôi các bạn, toàn là tiếng Anh không nha, ai biết tiếng Anh thì bỏ qua cái này. Rồi
Đây là cái thân máy thì mình sẽ cắt ra gọn gàng luôn. Mấy nhóc thì nó hay thích sử dụng mấy cái bóp bóp này để chơi, cho nên là mình sẽ cắt ra cho các bạn chơi. Các bạn nhỏ thích chơi mấy này lắm. Đó. Nói chung là mấy cái máy móc khi mà vận chuyển thì sử dụng những cái tấm móc như này á, dán thì nó rất là an toàn luôn. Nó có một cái bóng khí á, nó đàn hồi, nó không có làm máy mình bị va đập. Và hai lớp, một lớp đó với lớp này nữa. À, cái này là đây. Đây là cái máy hút này mọi người. Thì nó sẽ được gắn vô mấy cái này nè, mấy cái họng này nè, gắn vô này. Rồi. Đó, kiểu nó vậy nè. Cứ gắn vô rồi gắn những cái thanh tiếp theo vô là nó sẽ hút giống như cái vòi này, đó. Cái vòi này nó gắn trực tiếp này, đó. Thì cái này mình cầm đi mình hút. Đó. Cái này là sử dụng cái dây gắn trực tiếp nha. Nó nói chung là cái dây gắn trực tiếp nó cũng có những cái lợi và nó có những cái bất tiện. Mình nói nó bất tiện như nào, với cái máy hút như này á, khi mà mình xài cái máy có dây á thì nó sẽ bất tiện là phần là mình sẽ khó di chuyển nó xa, mình sẽ phải kéo cái dây cắm. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ ổn định điện này, rồi với cái máy mà mình xài pin á thì nó sẽ không được sử dụng lâu đó. Cho nên là được cái này nó được, nó được cái này nó mất cái kia. Thì mình giới thiệu sơ qua về cái máy này. Ở đây nó có một cái nút nè mọi người. Cái nút này thì nhấn nó mình mở này ra nè, cái con gạt này đó. Thấy chưa? Thì ở trong này nó có những cái phần lồng. Mình gỡ này ra nè. Trong này nó có những cái phần đồ riêng đây. Thì trong này nó có một cái lồng này. Cái lồng này thì nó giữ lại, nó giúp mình giữ lại rác bụi ở trong này nha. Khi mình hút vào thì nó hút sẽ nào thâm quá này, và nó hút cái không khí ra đây. Đó, cho nên là nó giữ lại rác bụi nên phần này. Nói chung là mình nói sơ qua phần đó thôi, chứ mình nghĩ là chắc mọi người cũng biết rồi. Đó. Thì trong cái máy này nó không công tắc. Và ở cái phần đuôi này, phần đuôi này mọi người thấy dán cái phần này để gì, dán phần này để cái không khí nó thổi không, thổi ra không là mình biết. Thì với có một số cái ở đây nè, nó có cái miệng này mọi người. Thì như là mình nhớ như đã có được hướng dẫn là tháo này ra và gắn này vô này. Đó, nói chung gắn này vô, sau đó thì có thể sử dụng cái này để làm mục đích là thổi gió. Gắn này vô này rồi đó. Gắn vô rồi có thể mình sử dụng nó hút cái đầu này và nó thải ra đầu này, và cái này là nó làm cái máy thổi gió. Trong một số cái video mà review sản phẩm thì mình cũng có được người ta nói đến là sử dụng để bơm này bơm kia. Đây, để coi cái này phải không, cái này thấy nó để thêm một cái hai ba cái van vậy này. Mình không biết sử dụng nó làm cái gì luôn các bạn. Ai biết cái này sử dụng nó làm cái gì mọi người comment giúp mình nha. Cái này là như là giúp để thổi bong bóng này. Cái này gắn để bơm xe hay gì này. Gắn vào để bơm xe. Đại loại là vậy á. Là những cái vòi này nó gắn ở cái đầu thổi ra, cho nên là nó sẽ không khí nó ra rất là nhiều. Cho nên là có thể sử dụng để bơm bong bóng, bơm xe này kia kiểu. Nhưng mà mình nghĩ máy hút bụi thì đem mang về thì mục đích chính là mình sẽ sử dụng nó hút bụi nha. Còn bơm xe thì có cái máy bơm xe ở ngoài tiệm nó lo rồi, không ai mà xài mấy cái đó làm gì.
qua lại bơm bóng thì có dụng cụ bơm bóng rồi, khỏi nói luôn đó. Đây bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nữa nha, test thử là nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Bây giờ mình tháo này ra. Đó. Gắn lại này vô. Cái này gắn vô rồi nó để này xem con gió nó thổi không. Mình test nha. Mình sẽ gắn điện mà mình test cho mọi người xem. Và đặc biệt á, ở cái đầu này mọi người thấy là nó có một cái, nãy mình chưa có nói cho mọi người xem là phần này nó có cái chỗ miếng trắng này, khi mà hút vào á có nghĩa là nó sẽ giữ cho mình, giữ là hút vào chứ nó không có cho lọt ra, bình thường nó sẽ đậy như này đó. Khi mà gió hút vào thì nó sẽ hở ra để hút vô. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào mình test nha. Ở đây mình có chuẩn bị một số cái dàn dựng một số cái rác giấy rồi bụi đồ để mình test cho mọi người xem thử là nó có hiệu quả không nha. Xem trên mạng quảng cáo thì rất là hiệu quả luôn, rất là ok. Còn thực tế thì mình mua gì mình sử dụng như thế nào thì mình phải trải nghiệm qua. Đây nó để là 1000 watt hay gì nè mọi người. Okay. Bóp cái này rồi mình đưa vô. Đưa này xuống, nó có cái khớp như này nè, mình gắn vào thì mình đưa nó vô khớp này rồi đưa nó lên đó, rồi thả ra. Thì như vậy mọi người, thì đầu tiên thì mình sẽ test thử là cái họng giấy như nào nha. Thì mình sẽ gắn cái ống này vô, mình sẽ gắn ống này vô đi để cho nó cái này. Lâu rồi lần đầu tiên sử dụng méo bụi mọi người. Méo bụi lớn thì mình sử dụng rồi, còn méo bụi nhỏ cầm tay là chưa sử dụng đó. Mọi người xem. Thì ở đây nó có hai cái vòi này. Và cái ống này nè, nếu mà mọi người gắn hút thì đó. Nó như này nè. Ok không? Đó chưa? Rồi test thôi mọi người. Giờ là mình sẽ sử dụng, đầu tiên thì mình sẽ không sử dụng cái này đâu, mình sẽ sử dụng cái vòi cho mọi người xem luôn. Cái vòi này thì nó chỉ test ở những cái bụi thôi nha mọi người. Mọi người hút bụi trong mọi cái kẹt cửa đó thì sử dụng cái này thôi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái này luôn đi đó, cho nó thực tế. Rồi để xem nó hoạt động như thế nào nha. Lần đầu tiên sử dụng máy hút bụi. Thì mọi người biết tại sao mình quyết định mình mua cái máy này không? Cái máy này thì nó nhỏ gọn, nó dễ, mình dễ cầm. Chứ còn cái máy mà máy hút bụi công nghiệp kia nó to thì mình phải chiếm một diện tích nữa, mà trong khi cái không gian của nhà mình nó rất là nhỏ luôn. Ui sợ quá, sợ quá. Wow. Quên nãy bật xuống mọi người. Wow. Nói chung là rất là mạnh nha. Đó. Rồi. Nó làm mình khá là sợ luôn mọi người. Rất là mạnh nha. Đó. Rất là ồn luôn. Mọi người xem nó thổi gió rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình sẽ quay xuống cho mọi người xem là nó hút như nào nha. Quẩy gì đâu luôn á. Gió rất là mạnh luôn, gió thổi ngoài này mọi người xem này nha. Rồi bây giờ này nè, hút này nha. Khá là ok mọi người. Ở đây nó còn một nhóm giấy nữa này. Giấy này nói chung là giấy mình cắt là nó rất là lớn nha. Rác thì bình thường không ai hút rác lớn gì đâu. Chỉ có test thôi. Đó.
đây đây xíu này, rộng rộng xíu đó. Mọi người xem rác này, dầm xúc nó. Sạch luôn. Mọi người thấy không? Thì đầu tiên á, cái máy này phải nói là nó mới. Khi mình hút á, nghe một cái mùi nhựa nó hôi. Còn à, đây, xem mọi người xem này, giấy khi mà hút vào thì nó sẽ vô này nè. Nó sẽ động trong cái họng này, đó. Thì mọi người chỉ cần tháo này ra thôi. Bật này xuống. Thì nó sẽ nằm gọn trong này nè. Đó. Nó nằm gọn trong này. Rác, rến, bụi gì đó sẽ nằm dưới đây. Đó, rất là sạch luôn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ test trên cái cửa cho mọi người xem nha. Trên cái cửa nha. Trên cái cửa thì nó bụi nhỏ không, chứ không có rác gì đâu. Thì rác này mình dùng để test thôi, chứ còn rác mà không ai mà đi hút những rác bự như vậy các bạn. Đó, thì mình sẽ đổ ra. Người xem này, họ nó hút ra nhiều rồi đó, khá là thực tế nha. Nói chung là còn là hút rác ok đó. Giờ mình sẽ test thử là hút bụi như thế nào nha. Giờ mình sẽ gắn nó vô mình hút bụi. Máy này nó hút tùm lum hết trơn, tóc đồ nó hút nè. Mình gỡ giấy ra đó. Thì mấy cái này á, mình có thể sử dụng cái bàn chải để mình quét nó ra. Đó. Khi mà mình vệ sinh á thì mình cái này mình có thể mình giặt, mình bỏ trong nước, mình xối nước nó rồi mình đem phơi. Thì đó. Nói chung là hút giấy để test mọi người thôi, chứ bình thường thì giấy lớn cỡ đó thì tốt nhất là nên quét. Còn máy này thì sử dụng mục đích chính là mình sẽ hút bụi ở những góc kẹt, góc cửa rồi thôi, máy móc đồ, máy tính rồi đó. Mình sẽ dán lại nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ dán này vô nè, dán cái dồi vô để mình hút này. Thì cái dồi này để hút bụi những cái kẹt cửa rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay mọi người xem nha. Ơi. Thì trong kẹt cửa rồi á. Thật sự là thời gian lâu dài thì nó sẽ đóng như thế này nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho cái máy này hút thử nha. Mọi người xem thử là nó hút sạch không nha. Thì với cái này thì mình sẽ không sử dụng cái bàn chải này đâu. Mình sẽ không sử dụng cái bàn chải này đâu. Mình sẽ sử dụng cái dồi khác đây, tại bàn chải này nó cũng được, nhưng mà con cá nó sẽ bám vào này. Cái này rác thuộc dạng là bụi vải rồi á, cho nên là mình sẽ không sử dụng cái này nha. Cái này thì mình sẽ test cái này được này. Đây, nhìn này. Cái này là bụi bám lâu ngày rồi. Bụi bám lâu ngày thì nó sẽ không sạch. Đợi mình xíu nha, kiểm tra lại nha. Bụi này là bụi gì đây? À, cái này nó bị ố. Cái này nó bị ố mọi người, còn bụi thì lớp lên này thôi. Thì mình sẽ hút dưới này nha. Hút dưới phần này nè. Khá là ổn mọi người. Đó mọi người ơi, khá là ổn. Nó hút tới đây này. Trên đây còn một đoạn nên mình sẽ hút trên đây luôn nha. Đây. Đó. Hút rất là giỡn đâu. Đó. Ok, thì sau khi mà mình test qua thử hai loại rác
Thứ nhất là rác giấy, thứ hai là bụi trên cửa sổ. Thì cái nhận xét đầu tiên thì mình sẽ nói đó là nó cũng sạch bụi nha. Nó cũng sạch bụi nhưng mà tùy vào cái vị trí mà mình sẽ sử dụng. Như cái này rác lớn quá này. Rác lớn quá thì bụi mà bụi dạng bụi mà bụi vải nhiều thì nó sẽ không qua được cái màng lọc này. Giống như là nó qua nhưng mà nó còn bám. Với những loại này thì tốt nhất là mình sẽ không sử dụng cái đầu này. Mình sẽ rút cái đầu ra. Đó. Do mình test, mình review thôi. Còn cái chổi này thì mình sẽ sử dụng để mình chà lên những cái mặt phím, mặt bàn phím để mà nó hút những cái bụi trong cái dưới bàn phím ra. Đó, còn nói chung là cái máy này thì hút khá là ok với hai loại đó là rác, rác giấy mình test và bụi bám trên cái thành cửa sổ rồi. Rồi cái nhận xét nữa là máy này nhanh nóng mọi người. Hơi nhanh nóng nha. Mình không biết là sẽ sử dụng nó như thế nào nhưng mà thật sự nó cũng nóng nhanh. Do cái máy này khá là mạnh mọi người, nghe cái âm thanh của nó rất là lớn luôn, cho nên là mình nghĩ là tùy vào cái mục đích sử dụng và cái quá trình mọi người sử dụng nữa là nó lâu hay hay là nhanh hay chậm thôi. Nếu mà sử dụng suốt thì nó sẽ làm nóng máy nhiều hơn, còn nếu mà hút thì hút ít á thì mình nghĩ nó cũng không sao. Thì nói chung là cái sản phẩm cầm tay này cũng khá là tiện lợi, khá là gọn mọi người. Với năm mình mua này là 590.000, 590.000 nha, khá là rẻ luôn. Thì mình sẽ sử dụng nó để mình hút những cái ngắt ngắt đồ, không thể hút bụi, không thể quét bụi những cái chỗ có trên cao đó, thì nó sẽ giúp mình ít nhiều gì đó nó sẽ làm cho cái ngôi nhà của mình nó sạch bụi hơn. Và mình chỉ review đó thôi mọi người. Thì hy vọng là mọi người là ai mà đã sử dụng cái máy nào rồi thì có thể nhận xét nó bằng việc là comment dưới phần bình luận nếu mọi người xem được video này nha. Xem là nó tốt hay xấu, nó nói chung là nó có ok không thì mọi người comment dưới qua góp ý giúp mình nha. Thì đối với mình thì mình mua mình trải nghiệm thì cũng đầu tiên khá là ok, hy vọng là nó sẽ bền về thời gian để giúp mình sử dụng lâu hơn. Còn tất nhiên là với cái thời gian mọi người sử dụng xuyên suốt liên tục thì nó sẽ nóng máy nhiều, thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm xuống. Còn với việc mình sẽ hút ít ít mà nó nếu mà nó bền ấy thì khá là ok. Ok thì video review giới thiệu mọi người cái sản phẩm này thôi. Thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video tiếp theo về những cái video game mod internet share, những cái video review thực tế. À, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem được video này thì mọi người đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh, một nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Và nhớ là đóng góp ý kiến và bình luận cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.